Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum anh chị em nhé. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị em một ít áp chống giật, hàng mới về anh chị em nhé, hàng vừa mới về luôn. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Thì trên đây là gồm 3 pha và 1 pha, thì em sẽ đi từ 1 pha cho tới 3 pha trước anh chị em nhé. Thì cái này hàng này thì em sẽ bán cho anh chị em với hình thức là ship code toàn quốc, ship code toàn quốc. Và cái này chưa bao gồm phí vận chuyển, tất cả các áp của em ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì anh em phải lưu ý một điều nhé, hàng này á, hàng này của em á là hàng zin, chưa qua sửa chữa, chưa qua làm gì hết cả, bảo hành 1 năm và luôn luôn đắt hơn so với những cái hàng Hàn Quốc anh chị em nhé. Hàn Quốc như những cái app như thế này chỉ có người nào bán mắc thì chỉ có tầm 65.000, 50.000, còn nếu mà ai bán rẻ thì tầm 35.000 đấy. Những cái app cóc như này mà chống giật của Hàn Quốc LG đấy thì chỉ giá vậy thôi, nhưng mà con này của em giá mắc hơn rất là nhiều nhá, 100.000 một con, gấp đôi luôn. Đấy, nhưng mà em là em bán hàng của bãi Nhật, lưu ý trước cho anh chị em luôn là em bán hàng bãi Nhật nên lúc nào nó cũng mắc hơn. Và hàng zin chưa qua sửa chữa đấy, bảo hành cho anh chị em 1 năm một đổi một nhá, 3 tháng anh chị em bấm nút test giúp em một lần, thì nếu có hư hỏng thì trục trặc thì em đổi luôn cho anh chị em. Rồi, đầu tiên là một con AT 20A cóc đấy, AT cóc 20A dòng dò 15mA. Con này thì chuyên lắp bình nóng lạnh này, tủ lạnh này, máy giặt này, vân vân và vân vân. Đấy, anh chị em lắp hoặc là lắp một phòng đều được. Đấy, lắp một phòng đều được. Điều hòa máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, tivi, cái gì anh chị em lắp vào được hết. Dòng dò nó cực kỳ nhạy luôn. 20A dòng dò 15mm, cực kỳ nhạy luôn anh chị em nhá. Rồi dòng này em sẽ bán cho anh chị em với giá là 100.000 một con như thế này của hãng Nationa. Đấy, đợt này về thì đồng hãng thì em có thể bán được, nó có của Nati với lại Panasonic nhé. Bạn nào với Nati thì em bán cái nào cũng được thôi, made in Japan hết anh chị em ạ. Made in Japan hết. Giá là 100.000 một con như thế này nhá. Đấy, giá 100.000 một con. Tiếp theo là hàng nội địa. Đấy, hàng này là chỉ có nội địa thôi. Cái kia thì nó có cái hãng, còn cái này thì nó là hãng Kajotuto cái gì này. Đấy, và nó có những con thì nó toàn tiếng Nhật thôi. Thì đây là hàng 30A dòng dò 15mA, thì em đang bán với giá là 120.000 một con như thế này, 120.000 một con như thế này, 30A 15mA cực kỳ nhạy luôn. Con này lắp cho một phòng này. Đấy, anh chị em lắp một phòng thì lắp lên lắp con này. Đấy, nó y như cái hàng cóc của Việt Nam, nhưng nó có chức năng chống giật nhá. Và nó lắp vừa cái hộp âm của Việt Nam nhá. Đó. Hộp âm, hộp dương gì của Việt Nam á. Đều được. Rồi. Còn một con duy nhất này, còn một con Mitsu 30A thì em bán nốt con này với giá là 200.000. Đấy, Mitsu 30A này, Mitsu cóc đại 30A dòng dò 30mA, chuyên lắp tổng gia đình. Đấy, anh chị em nào đang sử dụng tháng từ 300 đến 500.000 tiền điện là lắp được con 30A này nhá. Rồi, từ 1 triệu. Đấy, từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tiền điện là anh chị em có thể lắp con 40A này này. Đấy, hoặc là lắp lên 50A, 60A, nhưng 40A là cũng đã chịu được rồi. Đó. Rồi, con 40A này là 40A cóc đại dòng dò 30mA. Đấy, sẽ tặng hộp cho anh chị em y như thế này. Còn một con này thì em bán 200 nhá, có một con duy nhất này, hết rồi. Con này thì em sẽ bán cho anh chị em với cái giá là bao nhiêu, là 240.000 và kèm một cái hộp như thế này. 240.000 chuyên để lắp tổng nha anh chị em nhé. Con này nó chuyên để lắp tổng 40A dòng dò 30mA, hãng Fuji Nhật nhá anh em nhé, bao Nhật luôn, bao Nhật xịn luôn. Đó. Rồi, còn anh chị em nào mà nhà thì đang không có không có lắp hộp ạ, lắp ở ngoài ạ, thì anh chị em dùng con này. Con này là của hãng Bana và Nationan. Thì đây là dòng AT 30A chống giật, chống quá tải 3 nút. Đấy, chống giật, chống quá tải 3 nút. Hàng này thì cực kỳ ngon rồi. Hàng này thì cực kỳ ngon anh chị em nhé. Made in Japan này. Made in Japan này. Đó. Hàng này thì cực kỳ ngon anh chị em nhé. Dòng này thì em đang bán với giá là 200.000 một con. Đấy, 200.000 một con. Dòng 30A này không có hộp đâu nhé. Dòng này mắc hơn dòng kia cơ. 200.000 một con, chống giật, chống quá tải 3 nút này. 200.000 một con dòng này. Thì lắp những con như thế này á thì anh chị em có cả chức năng chống quá tải. Đấy, 3 nút này. Con này có một nút test cơ luôn. Anh chị em về chỉ cần lấy cái que. Đấy, không cần cấp điện. Đấy, lấy cái que chọc vô đây phát nó nhảy là AT đang còn hoạt động ok. Rồi con 30A này giá là 200.000 anh chị em nhá. Dòng này. Đó. Và em có một dòng nữa là dòng hôm nay về dòng 60A tháo tủ đây. 60A tháo tủ Nationa này. Toàn bộ là 60A hết anh chị em nhá. Tháo tủ ra. Thì dòng này em đang bán với giá là 300.000 một con nhé. 300.000 một con dòng này. 60A chống giật, chống quá tải. Dòng dò 30mA. Đấy.
Con này thì tải cực kỳ lớn rồi, 60A này thì tải cực kỳ lớn rồi, hàng đẹp như kiểu là trong hộp á. Hàng này còn rất là đẹp nhá, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó. Con này thì giá là 300 nghìn một con chưa bao gồm phí ship nhé. Tất cả hàng ở đây là chưa bao gồm phí ship hết anh chị em ạ. Đây là một pha anh chị em nhé. Đây là một pha lưu ý giúp em. Kể cả con này cũng là một pha luôn. Một pha 3 dây. Cái dây giữa này mình không sử dụng nhá. Dây giữa này dây tiếp điện, mình không sử dụng, mình tháo bỏ đi. Đấy. Con này là một pha, lưu ý giúp em cho như vậy, một pha. Rồi. Em đang có một dòng 3 pha đây. 3 pha thì em đang có dòng 40 này. Con này là con 40 này của hãng cái gì đây? Sisin cái gì đây? Con này là dòng này là của Hàn Quốc nhá. Con này là của Hàn Quốc này. Đó, dòng này dòng 40A. 40A 3 pha 4 dây, 3 pha 4 dây nhá. Đó, 3 pha 4 dây thì 40A này em bán với giá là 400 nghìn một con. Bảo hành cho anh chị em 1 năm 1 đổi 1. Dòng này thì là dòng dò từ 100 tới 500 ampe, 500 mA nhá. Nó này thì không có nhạy bằng những con này đâu, nó không nhạy bằng những con này đâu, nhưng mà nó để đảm bảo cho anh chị em lắp tổng trong gia đình. Đấy, lắp đầm tôm, đầm cá, những dòng này thì an toàn tuyệt đối rồi. Đó. Dòng dò là 100 cho tới 500 ampe, 500 mA, có thể chỉnh dòng nhá, chỉnh dòng dò nhá, từ 100 đến 500, thích chỉnh bao nhiêu chỉnh. Đó. Thì con này thì là giá là 400 nghìn một con, 400 nghìn một con nhá. Em chỉ có một, chỉ có 4 con, 6 con thôi. 6 con. Đó, 6 con. Và có duy nhất một con 50 này. Duy nhất một con 50 này thì em đang bán với giá là 450.000 một con, nhưng mà con này hàng 50 em bán 450.000, nhưng mà con này thì nó đang bị đây, nó hơi vẹo đây, nó do nó cấn xíu á. Thì em bán con này giá đồng giá với những con kia, chỉ có một con duy nhất thôi, đồng giá là 400.000 nhá. Đấy. Con này 3 pha 4 cực nhá. Tất cả đây là 3 pha 4 cực. Mới con này là 3 pha 4 cực hết. Đây có con 60A nữa này. Đấy, khách dặn nhưng mà gọi lại không thấy nghe. Rồi, đây con này thì nó xuất đầy miếng này. Đấy, em bán đồng giá luôn là 400.000. Đó. 60A 4 cực. Con này dòng dò là 50 với 100 thôi. Con này dòng dò 50 100 đó. Con này của Hàn Quốc nhá. Đấy, Hàn Quốc. Dòng 3 pha 4 cực thì nó mắc hơn những cái dòng kia rất là nhiều. Đây là anh chị em lưu ý nhá. Đây em còn mới con này, áp chống quá tải. Về anh chị em chuyên lắp thùng này, lắp thùng lắp hộp gì còn có 2 4 5 có 7 con thôi. Chỉ có 7 con Toshiba thôi anh chị em nhá. 7 con Toshiba này em bán với giá là 250.000 một con, áp 100A chống giật. À chính nhầm, xin lỗi, không có chống giật, chỉ có chống quá tải thôi. Đấy, chống quá tải nhá anh chị em nhá, hàng bãi. Hàng bãi nhá. Ốc áp còn rất là đẹp này. Giá là 250.000 một con. Toshiba, con này không có chống giật, chỉ có chống quá tải thôi. Đấy, con này thì tải rất là lớn nhá, 230V tải được 25 kA lận. Con này tải rất là lớn. Đấy, anh chị em nào có nhà xưởng một pha thì lên lắp con này làm tổng, rồi mình chia nhánh những con chống giật sau nhá. Đó. Rồi. Thì đây là clip test cho anh chị em xem con áp chống giật thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây em sẽ test cho anh chị em xem. Chẳng hạn đây là một con áp 60A Nationan như con kia em vừa bóc ra này. Đó. Khi mà cấp điện vào thì cấp 2 dây bỏ dây giữa. Thì anh chị em cấp điện vào, anh chị em bật lên cho em thì nó bấm nó nhảy là áp ok. Còn khi mà kéo, anh chị em lưu ý nhá, khi mà áp nó về trở về trạng thái ở giữa này, anh chị em phải đẩy xuống rồi kéo lên cho em nhá. Lưu ý rất là nhiều rồi, nhiều cái em test xong rồi em quên không đẩy xuống á. Anh chị em về bảo sao nó lỏng lẻo, nó cứ ở giữa không đẩy lên, thì là anh chị em phải kéo xuống rồi đẩy lên, kéo hết xuống rồi đẩy lên nhá. Đó, khi cấp điện vào anh chị em bấm nút test cho em là áp đang hoạt động ok. Đó, còn đây là hàng, đây là con 20A 15mA. Thì đây em test cho anh chị em xem này. Nó đấy, nó có nút là nút âm nên là mình phải test hơi ấy xíu. Rồi em sẽ test con 20A 15mA trước. Đây, đổ tí nước. Lưu ý nha, anh chị em test thì đổ tí nước xuống cho em. Chẳng hạn như cái này này, lấy cái phần chỉ gạch này này, đổ ít thôi chứ không phải nó dơ nhỉ. Đó, đổ nước xuống cho em. Đổ xíu thôi anh chị em nhá. Đấy, đổ như thế này thôi. Đó. À, cho nó ướt vào cái phần khe chỉ gạch này. Đây em sẽ test con 20A 15 trước. Đấy. Con 20A 15 thì test trước thì nó đây, test vào cái phần chỗ ven ven này này, nó hơi ẩm ẩm thôi là nó đã nhảy rồi. Đó. Còn con này không nhảy nhá. Còn muốn test cả hai con đều nhảy thì chấm vào đây là nhảy cả hai. Đó, chấm vào cái chỗ giữa này thì nó đủ dòng dò nó nhảy cả hai luôn. Đây, còn test một mình con ở trên này, em sẽ test một mình con ở trên cho anh chị em xem nhá. Đó, đây test một mình con trên này. Đó, là nó nhảy. Đấy, chấm vào đây nó nhảy phát luôn.
Đó, test nó đơn giản lắm, lấy cực lửa nhá, đây là cực lửa nhá, đây cực lửa, đây nguội này, lửa này, mát, lửa mát. Cứ là như vậy cho em. Còn nếu mà con 20A thì chấm vào ven ven này là nó nhảy trước, con này sẽ không nhảy bởi vì con này nó dòng giò nó thấp hơn, nó nhạy hơn, con này nhạy hơn này, con kia nhạy gậy như gấp đôi con này. Và nếu mà muốn cho nó nhảy cả hai thì anh chị chấm vào đây, chấm vào giữa đây này, nhảy một phát cả hai luôn. Nhưng mà đây là chưa đủ dòng giò nhá. Đó. Cái này là chưa đủ dòng giò, nó chỉ nhảy một con thôi. Đấy, còn con này nhá, dòng giò của nó 30mA thì đúng dòng giò 30mA nó sẽ nhảy. Anh chị em lưu ý là như vậy. Còn con này dòng giò 15mA thì nó nhảy gấp đôi, thì nó nhảy trước. Thế thôi chứ không có gì cả. Thì em test cả hai con, mục đích ở đây là em chỉ test cho anh chị em xem cách test như thế nào. Đó. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhá. Số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề video, giá em đã báo công khai rồi. Anh chị em có nhu cầu liên hệ em. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Hứa cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhá. Chào anh chị em.